Sóc Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì cuối năm rồi cũng lên cho anh em những cái bộ lửa ha. Thì hôm nay lên dàn lửa rất là đẹp luôn. Thì gửi tới cho anh em để mà nếu như anh em chúng ta có cần lửa đẹp, lửa VIP thì anh em có thể liên hệ với bên shop nha. Thì Sóc Trần Đạt hôm nay lên cho anh em những bộ lửa. Đầu tiên là đây, bộ lửa bên này. Đây. Bộ lửa này nó sẽ là bộ lửa 110 nha anh em. Bộ lửa 110 anh em nhìn là ống án 7 màu. Rất là đẹp. Đó, bộ lửa 110 thì cái thất đề nó sẽ là thất đề lớn nha anh em nha. Đó, thất đề lớn, lửa lửa là lửa 6 cục. Đấy, một bộ lửa 110. Rồi. Tiếp theo mình lên cho anh em luôn một bộ lửa này là bộ lửa của dòng súp Rim Thái đời 2000 nha anh em nha. Rim Thái đời 2000. Đây. Rim Thái đời 2000 nó sẽ sử dụng lửa vàng nha. Lửa vàng qua lăng vàng. Đó. Nó sẽ không sử dụng em măng nha anh em nha. Không sử dụng em măng. Đây, qua lăng vàng, lửa này là lửa 6 tép. À, lửa này là lửa 6 tép. Còn đây, à lửa 5 tép. Còn đây, loại này là lửa rim Thái này. Lửa cũng là lửa rim Thái hai cuộn luôn, nhưng mà nó là lửa 6 tép. Đó. Qua lăng là qua lăng chì đen so. Đấy, này thì nhiều anh em thích hơn. Rồi. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em từng bộ một và mình sẽ nói luôn những cái xe nào chúng ta có thể gắn được cái loại nào để anh em chúng ta biết. Anh em có nhu cầu thì anh em mua mua gắn ha. Tại vì những cái lửa này ở đây đều là những cái lửa đẹp và tình trạng sử dụng là rất là ok, rất là ngon. Không có tình trạng là lửa yếu hay là bị vấn đề trục trặc bất kỳ món gì hết anh em nha. Thì đầu tiên, đây mình sẽ cầm cho anh em bộ lửa này là bộ lửa của 110 này. Đây bộ lửa 110 này thì anh em chúng ta có thể gắn được cho là như là Superim rồi Quay Alpha, Quay 110 Thái, Future 110, Quay ZX, Quay Lốc Đen hoặc là xe Trung Quốc mà lửa 6 cuộn nha, nóc lửa chữ công. Đó là chúng ta gắn được, Quay RS, Quay S, chúng ta gắn được luôn. Đó, nhưng mà Quay RS, Quay S đời đầu nha, Quay xương cá đời đầu thì chúng ta gắn được. Đó, thì bộ lửa này giá của nó là 1 triệu 300 ngàn. Đấy, đây là lửa của nó đây, lửa nó sẽ là lửa 6 cục. Nhưng mà đây lửa 6 cục này. Đấy, 6 cục này nè thấy không? 1 2 3 4 5 6. Đấy, gọi là 6 cục nha anh em. Đó, lửa này thì kéo xe nha anh em. Đó, còn ok, dây dắt nguyên bản. Lửa thì vàng ươm rồi, không phải nghĩ nhiều ha. Rồi, tiếp theo mình giới thiệu cho anh em luôn bộ lửa này là bộ lửa của Rim Thái đời 2000. Đấy, 2000. Rim Thái đời 2000, anh em nhìn qua lăng này. Đấy, nhìn mê luôn. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Nhìn rất là đẹp nha anh em nha. Đó. Dĩa đề này, như mới luôn. Thì bộ này thì anh em gắn được cho rim Thái. À rồi Super đời đầu, Super lòng sắt á, chúng ta gắn được, rim Thái chúng ta gắn được, quay Thái 100 chúng ta gắn được. Đó, hoặc là rim lùn, rim át chia chúng ta gắn được nha. Thì bộ này là hàng theo xe. Hình thức là đây, anh em nhìn này. Anh em nhìn cái qua lăng của nó này, như mới luôn. Đó, như mới luôn nha anh em nha. Gần như là như mới luôn. Đây là lửa của nó này. Lửa của nó là siêu đẹp luôn. Lửa của nó là siêu siêu đẹp luôn nha. Dây dắt này nguyên bản hết. Thì bộ lửa này giá của nó sẽ là 2 triệu rưỡi nha anh em nha. 2 triệu rưỡi là bộ lửa này. Thì cái mức giá này nó cũng ok. Nó chưa tới 3 triệu thì mức giá này quá là hợp lý cho anh em rồi. Thì anh em nào cần thì anh em liên hệ với mình luôn nha. Đó, mức giá 2 triệu rưỡi nha anh em. Bao anh em lên xe luôn. Thì nói chung bộ lửa này giá 2 triệu rưỡi là rất rẻ nha. Bao anh em nhé để trên toàn quốc luôn. Nên anh em thầy thợ là vẫn mua về sử dụng là đều ok hết. Rồi, đây, tiếp theo là bộ lửa này là bộ lửa Dinensor đời đầu. Đó, bộ này thì rất là đẹp. Này, qua lăng cực kỳ chất luôn. Lửa này là lửa mộc nha anh em nha, không có đánh chà gì hết nha. Đó, không có đánh chà gì cho anh em hết. Nguyên sao là mình để vậy cho anh em luôn. Đó, còn nhiều cái loại mà đánh chà nó bóng váng này là mình biết ngay. Nhìn nó biết ngay, cái chất mộc của nó không còn nha. Rồi, cái này cái chất zin của nó này. Anh em nhìn này, đúng cái chất mới của nó nha. Đó, cái viền này em nhìn biết chưa đánh này. Thì bộ lửa này mức giá của nó cũng là 2 triệu rưỡi luôn. Thì bao anh em mức giá này là anh em lên xe quá ngon. Đó. Mức giá hôm nay nói chung mức giá Tết là cực kỳ tốt cho anh em nha. Đó, Tết là vừa muốn anh em chúng ta có được hàng bán và bên mình cũng gọi là bán rẻ hơn một chút, coi như lì xì cho anh em luôn. Đấy, còn bộ này thì bình thường giá là dao động ngoài thị trường khoảng 3 triệu rưỡi tới 4 triệu nha, chứ không có giá rẻ đâu. Anh em nhìn cột lửa là anh em biết rồi, nhìn khớt luôn à. Kinh không? Đó, rất là đẹp nha, của lửa này rất đẹp luôn, lửa đen so như vậy rất đẹp. Đấy. Thì bộ này thì anh em cũng gắn được cho rim Thái, rim lùn, rồi super đời đầu.
Đó là chúng ta gắn được, nói chung là xe mà lửa hai cuộn chúng ta gắn được vô hết á, không có vấn đề gì. Và cuối cùng đây là một cái bộ lửa cũng giống như bộ lửa nãy luôn. Thì bộ này á, thì nó cái qua lăng nó cũng đẹp y như vậy, nhưng mà có điều thì cái cuộn lửa nó cũng đẹp, nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng cái phần đế mâm lửa này, nó sẽ hơi xuống màu một chút, cho nên là bộ này nó rẻ hơn. Bộ này giá của nó chỉ có 2 triệu mốt thôi đó, 2 triệu mốt cho bộ lửa này thôi. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ với mình nha. Nói chung này là lên toàn đồ đẹp cho anh em để anh em chúng ta chiêm ngưỡng đấy. Bộ này là cũng rất là chất luôn này anh em thấy không, nó rất là chất luôn, qua lăng nó cực đẹp luôn. Nhưng mà kênh chó sao thì mình nói vậy cho anh em để anh em biết ha. Rồi, có sao thì mình nói vậy cho anh em thôi đấy. Còn lại thì nó cũng y như bộ kia, không khác gì. Tất cả thì đều có dĩa đề cho anh em nha, tất cả là đều có dĩa đề cho anh em hết, cho nên là anh em yên tâm mua về là đầy đủ đấy, nó gắn vô là sử dụng thôi. Rồi, qua lăng đen so nè, những cái bộ này thì hiện tại ở ngoài thị trường giá rất là cao cho anh em nha, giá rất cao, mà nói thẳng với anh em là giá rất là cao, không có rẻ đâu anh em ơi. Những bộ này là đều giá 3 triệu mấy trở lên hết nha, không có rẻ. Còn lửa 110 hôm nay người ta bán 1,6 triệu, 1,7 triệu, đặt bán 1 triệu 3 cho anh em thôi. Thì với mức giá này thì cũng coi như là trợ giá tốt nhất cho anh em vào mùa Tết rồi. Thì anh em nào có cần thì anh em tranh thủ liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.